Thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ có hai thành phố trực thuộc, gồm có thành phố Logistics Dịch vụ ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và thành phố Giáo dục Đào tạo Khoa học ở vùng Hòa Lạc, Sơn Mai. Đây là nội dung đáng chú ý trong tờ trình dự thảo luật thủ đô sửa đổi mà chính phủ vừa gửi quốc hội. Sự thảo luật gồm 7 chương 59 điều, tăng 3 chương 32 điều so với luật thủ đô năm 2012. Về quy định chính quyền tại thủ đô, chính phủ đề xuất thực hiện mô hình tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội theo hướng không tổ chức hội đồng nhân dân thành phố, không tổ chức hội đồng nhân dân phường, bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố Hà Nội. Quy định này dựa trên cơ sở kết quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội. Báo cáo sơ kết và kết quả thực hiện thí điểm mô hình này cho thấy mô hình đã phát huy hiệu lực, hiệu quả trên thực tế. Chính vì vậy, Hà Nội đề xuất quy định trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi, mô hình chính quyền các cấp của thủ đô Hà Nội theo hướng giữ nguyên và ổn định như nhiệm kỳ 2021-2026, không tổ chức hội đồng nhân dân phường, đồng thời bổ sung cấp chính quyền thành phố Hà Nội thuộc thành phố Hà Nội. Quy định cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân thành phố Hà Nội thuộc thành phố Hà Nội dự kiến được thành lập theo định hướng tại nghị quyết số 15 của Trung ương về xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô. Theo đó ở Hà Nội dự kiến có khu vực phía Bắc là thành phố logistics, dịch vụ, vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, khu phía tây là thành phố về giáo dục đào tạo khoa học vùng hòa lạc xuân mai những khu vực này sẽ có đặc thù vượt trội so với cơ cấu tổ chức của hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân quận huyện thị xã theo luật tổ chức chính quyền địa phương